Xin chào các bạn đến với kênh video của công ty Vinacom. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm đầu xịt rửa với model là CH80. Bây giờ chúng ta cùng xem chiếc đầu xịt này như thế nào nhé. Đầu xịt có công suất là 5 HP với tốc độ vòng quay từ 800 đến 1200 vòng một phút, áp lực nước từ 20 đến 45 kg trên cm vuông, lưu lượng nước từ 40 đến 70 lít trên một phút, xâm lượng của đầu là 13 kg và có 3 bít tông là bằng thép có độ bền cao. Phụ kiện của máy thì chúng ta có thể thấy dây xả nước, dây hút nước, thân máy chính, lọc rác, bu ly và phụ kiện đi kèm và bộ phốt thay thế. Đầu xịt áp lực CH80 kết hợp với motor được dùng cho máy rửa xe ô tô, xe máy, phun xịt bụi bẩn công nghiệp. Đầu xịt được sản xuất theo công nghệ mới nhất của Đài Loan nên có chất lượng và độ bền cao. Trên thân máy ta cũng thấy là đồng hồ hiển thị áp lực. Bầu nén được làm bằng inox. Đầu vát xả được làm bằng đồng chống oxy hóa. Van điều chỉnh áp lực. Khóa van điều chỉnh áp lực. Đầu hút. Đầu xả. Bên này chúng ta có thể thấy là có 3 núm chạm bò là còn bằng đồng để vui chơi bê tông. Với áp lực phun mạnh từ 20 đến 45 bar tiếp đánh bay các vết bẩn khó tẩy bám ở trên xe, các vết bẩn rêu bám lâu ngày. Bố xả được làm bằng chất nhựa dẻo dai, các phốt và bút bê được thiết kế rất khít nhau nên không có hiện tượng xỉ nước chảy nhớt trong khi máy hoạt động, tiết kiệm điện và nước. Thân máy được làm bằng vật liệu dày dặn, chịu được pha đập tốt, nước sơn đẹp bóng, rất khó nhận phai màu. Đầu bơm hoạt động với hiệu suất cao, cấu trúc đơn giản, thân thiện với người sử dụng, độ bền cao. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.